Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại hình ảnh một vụ cướp giật manh động. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 17 giờ chiều 3 tháng 6 năm 2022. Nạn nhân là một cô gái khoảng 23 tuổi, chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng ra quốc lộ 22. Khi đến khu vực đường Nguyễn Văn Bứa với đường Xuân Thế Sơn 33, cô gái bị hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau đến áp sát. Thanh niên ngồi sau xe máy nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại trong túi cô gái. Cú giật mạnh và bất ngờ khiến xe máy loạng choạng, nạn nhân té ngã đập mặt xuống đường. Kẻ cướp giật sau đó tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo những người chứng kiến thì cô gái không bị mất điện thoại nhưng bị trầy xước khắp người, được người dân hỗ trợ sơ cứu rồi đi về nhà gần đó. Trước đó 2 ngày, một người đàn ông chạy xe máy trên tuyến đường này cũng bị nhóm thanh niên giật điện thoại, đạp ngã xe. Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện công an huyện Hóc Môn cho biết sẽ cử cán bộ xuống hiện trường nắm thông tin xử lý.